Đây là vườn táo nha thấy nha. Đây là bắp chuối nè cô chú anh chị. Cây đu đủ của nhà Thủy nè. Vườn lá lốp của nhà Thủy nè cô chú anh chị ơi. Đây là vườn dâu lan của nhà chị bên cạnh nè. Hai loại dâu lan nha cô chú anh chị. Đây là dâu lan lá dài. Và đây là dâu lan lá tròn. Cây này cây rau gì Thủy cũng không biết luôn. Của nhà chị bên cạnh đó. Cái vầy chuối này nè cô chú anh chị, nó chín rồi mà nhà chị sao không hái luôn, nó bị đổ cây luôn. Xà lách này cô chú anh chị nó mới nhú nhú ra.